Chào các bạn đã quay trở lại kênh của Realson. Và mình đã có đọc được một vài comment là các bạn bảo là làm sao mà để sắp 15 Rubik 3x3 và làm sao để tập luyện. Nên mình sẽ làm một video nói về cách để luyện tập cũng như những cái điều kiện để các bạn có thể sắp 15 một cách hiệu quả nhất. Ok, chúng ta sẽ bước vào video thôi. Các bạn có thể tham khảo các sản phẩm Rubik tại website rubikstore.vn và mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả nhé. Ok, để nói về cái cách sắp 15 Rubik 3x3 thì nó có những cái vấn đề chính sau đây. Cái thứ nhất là chúng ta phải full được CFRP. Cái thứ hai là phải sắp 20, chắc chắn là phải sắp 20 thì các bạn mới có điều kiện để sắp 15 được. Tiếp theo là phải có fingerprint tốt. Và cái cuối cùng là look ahead tốt. Điều kiện các bạn đây là phải full được CFRP. Còn những bạn nào mà đang dùng phương pháp khác, ví dụ như ZZ hay Rules Method hay Beecher's Method, thì mình sẽ làm ở những video khác. Thì đầu tiên ở đây chúng ta sẽ nói về phần đó chính là CFRP. Thì cross đầu tiên này, về phần cross. Cross thì các bạn phải làm từ 1 cho đến 3 giây. Tiếp theo FL. Về phần FL này các bạn phải làm từ 5 đến 7 giây. Tiếp theo OL và BL. OL, BL ở đây thì mình cũng không đặt nặng quá, và mình chỉ đặt cho các bạn đó chỉ là 5 giây. Ok, đấy là khoảng thời gian mà các bạn phải làm được. Nhưng phải làm được điều đấy, quay lại về vấn đề cross. Cross ấy, thì các bạn cố gắng làm sao cho mình làm trong khoảng 8 mu. Các bạn không thể làm được 10 mu mà làm 12 mu thì rất là khó có thể sắp 15, mà thậm chí là sắp 10 bạn không hoàn mà không thể làm được. Trừ khi các bạn cố gắng x cross thì ok. Cái cách để tập được 8 mu thì các bạn nên làm gì? Nên tập BLD cross. BLD là sao? Nghĩa là bịt mắt để làm cross. Đấy, và tiếp theo là các bạn phải tìm ra cách giải phù hợp với fingertip của mình. Bây giờ ví dụ các bạn mà làm một cái cross nhưng mà các bạn không thuận fingertip của mình, ví dụ là tầng B này. Tầng B ví dụ không thuận fingertip và các bạn phải như này các bạn thấy đúng không? Thì thay vì là các bạn có thể đưa này xuống này. Đúng không? Đưa này xuống. Đấy, đơn giản đúng không? Và đặc biệt là các bạn hạn chế cho mình là ví dụ là xoay qua xoay này để làm cross. Các bạn không thể là làm như này, xong bạn xoay qua này các bạn làm tiếp được, xong các bạn xoay qua này làm tiếp. Cái đấy rất tốn thời gian. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về FHL. FHL như mình đã nói là các bạn phải làm từ 5 đến 7 giây. Nhưng ở FHL ở đây các bạn không dừng lại là việc các bạn đang làm cross, xong các bạn làm xong cross là các bạn đi tìm các FHL. Mà ở đây các bạn khi mà các bạn đang làm cross là các bạn phải xác định được cho mình một cái cạnh FHL. Để khi mà các bạn làm xong cross là các bạn có thể tập trung vào cái FHL đấy, các bạn làm luôn được. Đúng không? Đây để mình nói ví dụ cho các bạn nhé. Ở đây này, ví dụ mình làm một cái cross đi. Ở đây thì mình đây khi mà mình đưa vào này thì mình thấy một cái cặp này và cặp này đây. Thì mình sẽ tập trung vào cái cặp này. Mình sẽ đưa cặp này lên mà làm nó. Đấy. Thì lúc đấy có phải khi mà các bạn làm những cặp khác các bạn thuận tiện hơn không? Đúng không? Đấy, và cố gắng làm sao mà các bạn nhìn được nhiều nhất có thể. Trong mà lúc mà chuẩn bị 15 giây ấy, nếu mà trong mà các bạn không thể nhìn được trong 15 giây, các bạn có thể luyện tập. Các bạn có thể nhìn một khối Rubik trong vòng 30 giây để các bạn nhìn được cross, xong các bạn tìm được cái phương hướng cho một cái góc thôi. Mình có một cái mẹo này là các bạn cố gắng các bạn tìm sao cho mình được một cái góc mà bạn thấy ok nhất. Ví dụ như mình vừa nãy mình xác định theo góc chứ mình không xác định theo cạnh. Ở đây nhá, ví dụ ở đây này mình làm, nếu mà mình làm một cái cross đúng không, thì ở đây đập vào mắt mình ở đây thì mình thấy một cái thì ở đây cái pair này ở đây đúng không, pair này ở đây thì mình sẽ đưa này. Đúng không? Là khi mình đưa vào ấy thì mình chỉ cần làm viên này, mình xác định được cái viên này nó đằng sau này. Đúng chưa? Các bạn cố gắng làm sao ấy mà phải xác định được cái hướng đi của nó. Đấy là khi các bạn chuyển tiếp từ cross đến FHL. Ok chưa? Ok, thì vấn đề tiếp theo chúng ta cần bàn đây đó chính là khi mà các bạn làm một cặp FHL thì các bạn phải làm phải chú ý được cái cặp FHL tiếp theo. Ở đây mình ví dụ một cái đây đi, một cái cơ bản đi. Thì ở đây mình làm FL đầu tiên này, đúng không?
khi mà các bạn làm mình làm theo, nhưng là lúc mà mình đưa này vào, mình đưa cái viên này vào, mình đưa cái viên này vào này, thì mình sẽ phải mình để ý được cái viên này. Đến bên này thì mình sẽ theo dõi cái chuyển động của nó, mình đưa vào. Tiếp theo này, cái viên này đằng sau này, đúng không? Viên này đằng sau này. Và cái viên này này, đưa nó vào. Đấy. Các bạn cố gắng làm sao luyện tập. À, ok. Nhưng mà nhiều bạn sẽ bảo là cái phương pháp luyện tập này rất là khó, cái cách luyện tập này rất là khó, và hầu như các bạn sẽ spam feedback mà các bạn không để ý đến cặp FL tiếp theo. Thì làm sao để khắc phục? Thì các bạn phải tập như này cho mình, đó chính là slow training. Slow training là được rất nhiều keyword sẽ gọi là recommend cho các bạn, sẽ gợi ý cho các bạn là cái slow training này. Slow training là như nào? Nhiều bạn sẽ chưa biết là slow training đâu, nhưng nhiều bạn sẽ biết rồi. Đây, slow training này, khi mà nói slow training thì các bạn sẽ nghĩ ngay là bắt đầu từ sub 30 là các bạn đã phải học rồi. Nhưng nhiều bạn sẽ không dùng nữa. Ví dụ nhé, slow training thì nó sẽ như sau, các bạn sẽ làm chậm là cái bước di chuyển của cái move mà các bạn đi, của cái turn mà các bạn đi. Ví dụ nhá, mình sẽ đưa này, mình sẽ đưa một cái từ từ này. Sau đó mình sẽ bắt kịp được cái đà di chuyển của cặp EL. Mình cứ làm chậm thôi. Cứ làm chậm nhất có thể mà cái mắt của các bạn đánh kịp được cái cặp FL. Đấy, làm sao cho mắt của các bạn bắt kịp được cái đà di chuyển của FL cũng như đà di chuyển các turn mà bạn cần cần biết, đúng không? Đấy chính là slow training. Và cái tiếp theo này, khi mà nói về FL thì các bạn nên học ở 65 này, các bạn nên học FL nhiều hướng. Ở đây mình không nói là bốn hướng nhé. Ở đây mình nói là FL nhiều hướng rồi, tức là các bạn thể làm ở nhiều hướng khác nhau. Tiếp theo này, chúng ta sẽ nói về phần LL, last level hay là OL và PL. OL PL ở đây thì các bạn bắt buộc phải học full công thức rồi. Học hết 57 trường hợp FL, à 57 trường hợp OL và cũng như 21 trường hợp PL. Đây đều bắt buộc. Và các bạn phải tìm được cái công thức phù hợp với cái fingertip của mình. Và đặc biệt đấy, các bạn nên tìm những công thức ngắn, những công thức dễ fingertip này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tìm những công thức thật ngắn, ví dụ như là có PL chữ U này, các bạn thể đổi thành là dùng chữ M ngắn hơn. Đấy, đấy, đấy là những gì mình nói với các bạn về cách sắp 15. Chốt lại ở đây về phần CLB, đầu tiên này, cross từ 1 đến 3 giây, FL từ 5 đến 7 giây, OLPL là 5 giây. Và điều kiện là các bạn bắt buộc phải sub 20 rồi, phải full CVFOB, có finishing thật tốt, có look ahead thật ổn, cross cố gắng chạy tầm 8 mu. Và cross tập bằng cách nào? PLD cross và tìm ra cách giải phù hợp với fingertip của mình. Tiếp theo là FHL. FHL lưu ý sau, khi làm xong cross cố gắng tìm được cặp FHL đầu tiên, sao làm sao cho được nó liền mạch nhất. Trong khi làm cặp FL group thứ nhất hay thứ hai thì cố gắng tìm cặp FL tiếp theo. Học một vài FL nhiều hướng. Tập FL bằng slow training, sau đó đẩy dần tốc độ của các bạn lên là ok. Tiếp theo phần last level hay là OL và PL thì cố gắng làm sao học full công thức, tìm cái fingertip phù hợp nào, hoặc là nhìn những cái công thức nó dễ fingertip, tìm những công thức dễ ngắn và cố gắng tập nhận diện AOF. Ok, và đấy là đôi điều của mình nói về cái cách mà các bạn để sắp 15. Nó đơn giản vậy thôi nhưng nó cũng tốn của các bạn khá khá nhiều thời gian đấy, nhưng mình tin là các bạn sẽ làm được. Ok, tạm biệt các bạn trong những video sau.